Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và tội ác cùng với những tham vọng. Cho tới nay trong số các ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam còn đương nhiệm thì ông Tô Lâm, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an là người lắm điều tiếng nhất và đã có không ít các cựu quan chức Cộng sản Lão Thành có đơn thư gửi tận Tổng Bí thư Kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tố cáo về những việc làm sai trái, thậm chí là nguy hại đến đất nước của Tô Lâm. Nhưng đáp số lại là sự im lặng đến khó hiểu từ ông Nguyễn Phú Trọng và bộ chính trị của ông ta. Vậy tôi điểm qua xem ông Tô Lâm đã mắc những tội ác gì trong những năm gần đây và tham vọng như thế nào. Thứ nhất, vai trò của ông Tô Lâm trong vụ đánh bạc qua mạng ở C50. Vụ án đánh bạc nghìn tỷ của con rể ông Phạm Quang Nghị xảy ra có đến 2 năm dưới thời của ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Còn khi khởi sự thì ông Tô Lâm đã là Thứ trưởng Phụ trách An ninh. Ông Tô Lâm quen biết qua lại với Nguyễn Văn Dương và ủng hộ Dương đánh bạc lấy lời chia nhau. Nên khi công an Phú Thọ phát hiện ra nhưng ông Tô Lâm không cho bắt Trước khi bị bắt một tuần, Dương còn đưa vợ Tô Lâm đi mua sắm thăm thú một tuần lễ ở châu Âu. Nhưng khi vụ án được điều tra, truy tố và xét xử thì Tô Lâm hoàn toàn vô can. Thứ hai là vụ đại án AVG. Trong vụ án này, chủ mưu là Nguyễn Bắc Son và Phạm Nhật Vũ nhưng Tô Lâm đóng vai trò quan trọng và mang tính quyết định khi bảo kê bằng các công văn như Công văn số 2889 trên BCA A61 khẳng định việc mua bán giữa mobile phone và AVG là đúng pháp luật và đúng quy định, giá cả hợp lý. Chính nhờ công văn này mà Nguyễn Bắc Son yên tâm chỉ đạo Trương Minh Tuấn ký hợp đồng. Điều đáng nói ở đây là công văn này hoàn toàn sai chức năng vì Bộ Công an có phải là cơ quan có thẩm quyền định giá tài sản của doanh nghiệp đâu. Công văn số 418 BCA trên TCIN của CV là đồng ý đưa toàn bộ hồ sơ của vụ mua bán doanh nghiệp vào diện tối mật, mục đích là không cung cấp thông tin cho báo chí và không để cho các đại biểu Quốc hội có thể giám sát nhằm giữ bí mật cho việc lợi dụng để rút tiền của nhà nước. Số tiền mà Tô Lâm nhận được trong thương vụ này hoàn toàn bị bỏ ra ngoài hồ sơ của vụ án. Nhưng theo giới thảo tin thì Tô Lâm kiếm được ít nhất gấp đôi số tiền 3 triệu đô la mà Nguyễn Bắc Son đã nhận được từ Phạm Nhật Vũ. Thêm nữa, Tô Lâm là tay sai của Trung Cộng. Việc này thể hiện rõ ở quan điểm Tô Lâm đã cho thay đổi bộ máy bộ công an theo mô hình tổ chức của công an Trung Quốc từ 8 tổng cục Thực ra có thể giải tán 6 tổng cục để giảm đầu mối bớt công kênh nhưng Tô Lâm cho giải tán hết đặc biệt là hai tổng cục lẽ ra phải giữ là tổng cục an ninh và tổng cục cảnh sát. Cực kỳ nguy hiểm nữa là Tô Lâm cho xóa hết phòng tình báo ở công an các tỉnh ở biên giới phía Bắc sát giáp danh với Trung Quốc khiến cho công tác nắm tình hình ngoại biên bây giờ không có nhiều cán bộ lão thành trong lực lượng công an nhân dân cũng phản đối nhưng Tô Lâm phớt lờ không thèm để ý. Tô Lâm cho giải tán hết để mình nắm quyền đến trưởng phòng, bây giờ đến trưởng phó phòng và các cục, các tỉnh đều do bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm bây giờ nhất thiết phải có tiền. Theo dư luận anh em công an thì cấp phòng mất vài tỷ, nếu là phòng kinh tế cảnh sát giao thông thì mất 5 tỷ. Việc bổ nhiệm bây giờ tất tất mọi thứ đều phải tiền. Và như cục trưởng, cục phó giám đốc, phó giám đốc các tỉnh chi ít nhất cũng phải 1 triệu đô la Mỹ để có được một chiếc ghế. Thì ra việc giải tán các tổng cục là để Tô Lâm thâu tóm quyền lực và để ăn tiền và ăn cực kỳ nhiều tiền. Tô Lâm còn giải tán các cơ sở thường trực ở phía Nam. Một lô cơ ngơi trị giá hàng nghìn tỷ giờ là nhà hoang của các oan hồn. Các bộ phía Nam chạy sức, chạy bức, chạy sang bang mới có thể có chỗ để hợp lý việc ổn định chuyện gia đình. Anh nào chị nào không tiền thì chịu lưu đầy khốn khổ hoặc phải xin ra khỏi ngành. Cái nguy hơn là miền Nam là điểm nóng về an ninh trật tự xã hội, là đầu tàu kinh tế, bây giờ bỏ trống trận địa, nhất là phải là Hà Nội vô không sâu sát, việc thả lỏng vô trách nhiệm ấy để làm gì? Cực kỳ là khó hiểu với bản chất của Tô Lâm hiện nay. Thời gian vừa qua, Tô Lâm đã bổ nhiệm hàng loạt các giám đốc và phó giám đốc công an các tỉnh nếu như tính sơ sơ, mỗi một chiếc ghế như giám đốc và phó giám đốc trị giá 1 triệu đô la, thì Tô Lâm đút túi ngót nghét 30 triệu đô la. Bây giờ tâm trạng của sĩ quan rất hời hợt, không làm việc, cán bộ thì ngồi chơi xuyên nước. Nhân dịp này Tô Lâm đã hưng yên hóa bộ công an với 30 cán bộ quê hưng yên được đề bạt vào nhiều vị trí quan trọng từ thứ trưởng, cục trưởng giám đốc công an tỉnh. Thậm chí, hai thứ trưởng mới cũng quê ở Hưng Yên. Chính vì vậy mà đàn em công an đang nói về xu thế nhãn lồng hóa bộ công an. Hai thứ trưởng mới đều không đều đủ tuổi cơ cấu trung ương là người Hưng Yên được đưa lên. Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, người chủ trì vụ án đánh bạc ngàn tỷ của Dương bị đẩy lên giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an Hải Dương, một cánh hầu của Tô Lâm được lắp lên Phú Thọ. Vụ án nghìn tỷ giai đoạn 2 coi như khép lại. Chuyện giải tán và luân chuyển là việc động trời, sĩ quan từ cấp tá trở lên đều biết. Vậy mà Bộ Chính trị tại sao không biết? Ông Tổng Bí Thư là thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, coi chừng bị dính trưởng quan liêu với Tô Lâm đấy. Tô Lâm giỏi luôn lọt lắm, người đương chức, kẻ về hưu cao cấp đều được Tô Lâm săn sóc. Tô Lâm từng khoe Tổng Bí Thư từng nói, không ai hơn Tô Lâm và hứa sẽ đưa vào vị trí chủ chốt. Ông bà Dũng thì tiến cử Tô Lâm làm chủ tịch nước. Trên các trang mạng trong 3 năm qua cũng có nhiều vấn đề được nêu về năng lực của Tô Lâm Thử xem một số vụ lớn đã xảy ra và các trang báo mạng đã nêu thì thấy rõ năng lực của Tô Lâm. Vụ giàn khoan 981 năm 2014, các công ty của nhà máy ở Bình Dương bị đập phá với cớ phản đối Trung Quốc. Tô Lâm im lặng thả nội Vụ Phomosa Hà Tĩnh 2017, Nghệ An Hà Tĩnh biểu tình quốc lộ 1 bị tắc nghẽn cả tháng trời, dân bắt bớ khống chế cán bộ, Tô Lâm bất lực. Năm 2018, vụ phản đối đặc khu biểu tình cả nước, Bình Thuận bị kẻ xấu xông vào đập phá tỉnh ủy, ủy ban. Đốt xe, đốt nhà, bắt công an, lột súng, lột áo giáp của công an. Tô Lâm không chỉ đạo xử lý kịp thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phụ trách an ninh là Lê Việt Thắng, người của Tô Lâm chuyển vào, đã để bạo loạn, không xử lý được nhưng không bị kỷ luật. Ngược lại, Tô Lâm đưa lên làm giám đốc bị tỉnh ủy phản đối. Tô Lâm phải đưa về làm giám đốc công an tỉnh Bạc Liêu vừa được lòng với bố của Thắng vừa ấm gọn một cục đô la. Năm 2019, vụ đồng tâm là điển hình về sự yếu kém của Tô Lâm. Một việc đơn giản như vậy xảy ra kéo dài đến 2 năm không phương án giải quyết. Cuối cùng, duyệt kế hoạch nổ súng nửa đêm để tiêu diệt cụ Lê Đình Kinh và để cho ba công an chết oan mạng. Rõ ràng là chiến thuật sai vô cùng non kém, với trình độ đó mà Tô Lâm dám xưng mình là giáo sư an ninh ư. Nhà khoa học, nhà giáo được phong giáo sư phải lăn lộn trong khoa học, phải giảng dạy, phải nghiên cứu, có công trình. Tô Lâm không lên bục giảng, chỉ nói chuyện vài buổi rồi cho lính viết một vài cuốn sách. Vậy mà chiếm trệ chức danh giáo sư an ninh. Thật xót xa thay cho đội ngũ thầy cô giáo ngành an ninh của Việt Nam. Mới đây trên mạng xã hội nêu rõ người viết luận án tiến sĩ cho Tô Lâm là Thượng tá Nguyễn Xuân Thao vừa được Tô Lâm trả ơn cho giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Tô Lâm là con người như vậy đó. Còn nói về chuyện tham vọng của Tô Lâm, mặc dù được Nguyễn Phú Trọng đã sắp xếp cho Tô Lâm ngồi vào ghế trưởng ban tổ chức trung ương ở đại hội 13 sắp tới một vị trí khá đắc địa để kiếm tiền nhưng bản thân tô lâm háo danh thích nổi nên tìm mọi cách gia nhập phe của nguyễn xuân phúc trương hòa bình để tranh đoạt ghế chủ tịch nước cho dù tội ác của tô lâm qua vụ bắt cóc Trị xuân thanh sẽ cản trở tô lâm trong công tác đối ngoại với các nước châu âu nếu cướp được ghế chủ tịch nước chúng ta hãy cùng chờ đợi kịch bản nào sẽ xảy ra tại hội nghị trung ương 13 sắp tới đây. Kịch bản thứ nhất, Tổng Bí thư là Trần Quốc Vượng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Quốc hội Trương Thị Mai. Và kịch bản thứ hai là Tổng Bí thư Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Trương Hòa Bình và Chủ tịch Quốc hội Trương Thị Mai. Thưa quý vị và các bạn, Nhân chuyện này nhắc chuyện xưa tích cũ để hỏi Tô Lâm về vụ của bà Ngân. Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vừa chụp cổ một phụ nữ tổ chức đưa người ra nước ngoài. Bà này tên là Phạm Thị Hương đã bị 4 người dân ở huyện Diễn Châu, Nghệ An làm đơn gửi công an huyện Yên Thành tố cáo bà Hương đã không giữ đúng giao kèo cam kết khi tổ chức đưa họ ra nước ngoài. Tức là công an không phải là những chiến sĩ giỏi giang khám phá vụ này nhưng nhờ người dân tố cáo. Theo tố cáo thì bà Hương thu mỗi người là 1 tỷ đồng tương đương với 45.000 đô la Mỹ với lời hứa hẹn lo sang các nước châu Âu với công an việc làm ổn định từ 4.000 đến 5.000 đô la mỗi tháng. Các nạn nhân sau khi cập bến tự do đã phải sống chui sống nhủi và sau đó bị trục xuất về nước vì không có giấy tờ hợp pháp. Theo Phạm Thị Thu Hương thì trong vòng 10 tháng đã tổ chức đưa 21 người ra nước ngoài xem như thu hoạch 945.000 đô la Mỹ. Đó là thường dân. Còn với dân không thường đi chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội thì sao? Vào tháng 12 năm 2018, 9 người đi trên chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã rời bỏ thiên đường xã hội chủ nghĩa của bà Ngân để ở lại Hàn Quốc. Dựa vào truyền thống đi nhờ chuyên cơ của lãnh đạo đảng và nhà nước thì những kẻ nào được bước lên chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội phải là người tai to mặt lớn, phải đóng một số tiền khổng lồ. Số tiền này là bao nhiêu so với dân thường đi lậu phải đóng 45.000 đô la Mỹ. Vụ tổ chức đưa người vượt biên cao cấp này do Bộ Kế hoạch Đầu tư đứng ra làm đầu nậu, nhưng ăn trên ngồi chốc là bà Ngân, với chuyên cơ dành riêng cho bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người đứng đầu phái đoàn Quốc hội sang Hàn Quốc mà là người phải chịu trách nhiệm liên đới đối với hành vi của tất cả các thành viên trên chiến chuyên cơ dành cho bà. Vụ việc được phanh phui vào tháng 9 năm 2019 và đến bây giờ gần một năm sao không thấy Tô Lâm vào cuộc điều tra. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc chiếm đoạt tài liệu bí mật khi Bộ Công an đang điều tra. Hôm 22 tháng 7 năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với ba người có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án công ty Nhật Cường do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra. Ba người bị khởi tố gồm Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, Phó trưởng phòng Thư ký biên tập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tổ giúp việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nguyễn Hoàng Trung, 37 tuổi, là lái xe riêng của Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời là chuyên viên phòng Thư ký biên tập và Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, là cán bộ công an của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an C03. Hiện ông Dũng đã bị tước quân tịch các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Lệnh bắt tạm giam được cơ quan an ninh điều tra thực hiện sau 6 ngày khởi tố vụ án. Cả ba người bị điều tra tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 xác nhận với báo Tuổi trẻ, lãnh đạo công an cho biết ba người này đã có hành vi chiếm đoạt tài liệu điều tra liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cương, Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Theo nguồn tin hành vi chiếm đoạt tài liệu mật xảy ra khi C03 đang thụ lý điều tra vụ án này. Ông Dũng khi đó đang công tác tại C03 đã trực tiếp tham gia việc chiếm đoạt tài liệu mật. Vụ án Nhật Cường là một trong những đại án về kinh tế tham nhũng lớn được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Thiếu tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an cho biết Hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các bị can để xử lý trước pháp luật. Trước đó ngày 13 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của ba người này vì có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Liên quan đến vụ án Nhật cường Mobile, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can về các tội danh khác nhau gồm buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Trong đó có ông Nguyễn Tiến Học, Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư và Lê Duy Tuấn, Giám đốc Kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đồng Kinh. Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Ông Huy bị khởi tố 3 tội danh đó là tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội rửa tiền. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào công ty Nhật Cường Mobile và Nhật Cường Software. Hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi có dấu hiệu tội phạm rửa tiền theo quy định tại điều 324 Bộ luật tố Tổ tụng hình sự. Và được biết công ty Nhật cường Mobile là sân sau của Nguyễn Đức Chung là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tại thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 5 năm 2019, Bùi Công Huy đã bỏ trốn và hiện Bộ Công an đang truy nã bị can này ở mức độ đỏ, mức cao nhất cấp độ cao nhất trên toàn thế giới. Theo tìm hiểu của báo Tuổi Trẻ từ năm 2016, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội có quyết định phê duyệt gói thầu số hóa hồ sơ tài liệu đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 với giá trị gần 43 tỷ Việt Nam đồng. Nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghiệp. Tuy nhiên Trước thời điểm mở thầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có ý kiến chỉ đạo tạm dừng gói thầu. Sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận cho sở được tiếp tục triển khai đấu thầu. Việc mở thầu chưa được thực hiện thì công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường, Nhật Cường Software đã đề nghị với sở được thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Tháng 11 năm 2016, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội tiếp tục mở lại gói thầu với sự tham gia của công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đồng Kinh. Liên danh này đã ghi giá dự thầu 42.890 triệu đồng, thấp hơn giá chào thầu là 42.910 triệu đồng vào đúng thời gian thầu. Tính ra thì tranh lệch giá chỉ 20 triệu Việt Nam đồng, chưa đủ tiền để cho các ông uống cà phê sáng. Tháng 12 năm 2016, liên doanh công ty Nhật Cường Đông Kinh đã ký hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu số hóa hồ sơ tài liệu đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội năm 2016. Thời gian thực hiện hợp đồng là 265 ngày. Tuy nhiên, Sở kế hoạch đầu tư đã nhiều lần gia hạn Liên danh Nhật Cường Đông Kinh được ưu ái kéo dài thời gian thực hiện gói thầu gấp đôi so với hợp đồng C03 đã gửi nhiều đề nghị tới ông Nguyễn Đức Trung. Quá trình điều tra vụ án Nhật Cường C03 đã có nhiều văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đề nghị phối hợp đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, công ty Nhật Cường. C03 thông tin với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quá trình điều tra được biết công ty Nhật Cường và công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường, Nhật Cường Software đã xây dựng, đang quản lý một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến của thủ đô Hà Nội kết quả điều tra đến nay xác định công ty nhật cường và nhật cường software hoạt động chủ yếu trên các nguồn tiền bất hợp pháp vì vậy trong quá trình điều tra cơ quan điều tra sẽ áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các vật chứng theo quy định của pháp luật căn cứ quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm C03 đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin. Đồng thời C03 đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các Sở Kế hoạch Đầu tư, Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra, phục vụ án. Thực ra vụ án này nhằm vào công ty Nhật Cường Mobile và ba nhân viên dưới quyền của ông chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Đó có bàn tay của Ngọc C03 và bàn tay của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhúng vào để triệt hạ uy tín của Nguyễn Đức Trung nhằm không cho Trung vào Trung ương Bộ Chính trị và không cho Trung leo lên chức bí thư thành ủy thành phố hà nội nếu như vương đình huệ lên chức cao hơn hoặc thay thế tô lâm làm bộ trưởng bộ công an nếu như bộ trưởng công an tô lâm về hưu hoặc bộ trưởng công an tô lâm lên chức chủ tịch ủy ban xin lỗi các bạn chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi